Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái vlog ở nhà của mình nha các bạn. Đó, thì ngày hôm nay mình có hai nhiệm vụ nha các bạn. Để mình lại đây quay cho các bạn xem nè nha. Trời ơi, chưa mà bên sông cũng hát karaoke nữa các bạn. Còn các bạn không cảm giúp mình nha. Đây, thì các bạn thấy đó, đây là một cái cây trứng cá này các bạn. Đó. Thì ngày hôm nay nhiệm vụ của mình là mình sẽ dỡ cái cây trứng cá này qua bên kia nha các bạn. Đó, đây. Tại sao thì mình dỡ cái trứng cá này để mình quay cho các bạn xem này nha. Đây, từ ở ngoài đường nè các bạn. Đó, từ ngoài đường này các bạn thấy không? Nhìn vô là các bạn đã thấy cái cây trứng cá nó đã chiếm và nó đã che cái nhà của mình nè các bạn. Đâu còn đẹp nữa. Bây giờ thì mình sẽ dỡ cây trứng cá này qua bên hông nha các bạn. Rồi các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã dỡ cây trứng cá này qua một bên này nha các bạn. Đó. Thì bây giờ nó sẽ nằm ở đây nha. Rồi các bạn thấy chưa, cái ngôi nhà của mình nó đã trống trải rồi các bạn ơi. Không còn vướng víu gì hết trơn á. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của mình đó chính là mình sẽ làm cái hồ cá này nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi trộn xi măng nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ chét vô những cái chân của cái kệ này các bạn cho nó chắc lên nha. Đó, bốn chân nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho nước vào và thả mấy con cá bảy màu vô để mình. Ê, hột kính tới rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ để cái hột kính chỗ này nha các bạn. Đừng mình làm lại đẳng cho nó dễ dàng nha các bạn. Đây, hột kính thì mình sẽ để ở đây nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn xi măng các bạn ơi. Ở đây thì mình có xi măng với cát nha các bạn. Đây, trong đây thì có xi măng nha các bạn. Đây, mình sẽ trộn xi măng luôn nha. Còn cát thì nó nằm phía bên đây nè các bạn. Đó, cát thì bên đây nè. Mình sẽ bắt đầu mình trộn xi măng nha các bạn. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cho cát vô nè các bạn. Đây, mình cho hết cái số cát này vô luôn nha các bạn. Rồi, ok. Tiếp theo là mình sẽ cho phân nửa cái bao xi măng này vô nha các bạn. Đây, bỏ vô luôn. Rồi, ôi quá các bạn ơi. Khi mà mình đã cho cái xi măng vô rồi thì bây giờ mình sẽ trộn cho hai cái nó hòa tan với nhau các bạn, cho nó đều nha. Đây, trộn cho đều đều các bạn ơi. Đó, trộn nãy giờ thì mình cũng đã thấy xi măng với cát nó đã hòa tan với nhau rồi nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho nước vô, mình trộn đều lên luôn nha các bạn. Đây, cho nước vô nha. Rồi, bắt đầu mình trộn cho nó đều đều nha các bạn. Đây, mình vừa trộn mình sẽ cho nước vô luôn nha các bạn. Đó, trời ơi, cá này nó dính quá các bạn ơi. Đó, trộn cho nó đều đều nha các bạn. Đây, nói chung mình sẽ trộn cho đến khi nào mà nó hòa tan hết trơn luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ chiết vô cái chân của cái bệ đỡ hồ cá nha.
chọn cái này ghét con chuột của mình chà bá luôn các bạn. Trời ơi nó nặng mà nó mệt nữa. Gặn đều nè. Đây. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi. Sau nãy giờ 7.749 lần cào xới hút của mình thì xi măng nó cũng đã đều nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bưng qua mình trộn luôn các bạn. Đây. Trời ơi, cũng khá là nặng nha các bạn. Để đây nha, để gần gần thì các bạn làm nó dễ hơn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình chét từ trong ra ngoài nha các bạn. Đây. Đó. Mình chét xi măng từ trong ra ngoài luôn nha các bạn. Đây. Đó. Nói chung là làm hồ cá này cũng dữ lắm nha các bạn, chứ không phải chuyện vừa đâu nha. Ở bên trong còn thiếu nè các bạn. Đó, chét đều đều rồi các bạn ơi. Chét ra tới đây luôn nha. Đó. Nói chung đây cũng là lần đầu tiên mà mình trộn xi măng rồi mình chét luôn nữa các bạn. Cho nên nó hơi xấu một xíu nha các bạn. Đây. Xong. Bây giờ mình sẽ lót cái miếng gạch này vô nha các bạn. Đây. Đọc vô. Đó. Rồi mình sẽ để đây nha các bạn. Tới chiều rồi chắc là nó khô rồi các bạn ơi. Đây tiếp theo là mình sẽ qua tới bên đây luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chiếc cái đế chân bên kia nha các bạn. Của cái bệ đỡ hồ cá. Đó. Một miếng mỏng thôi các bạn ơi. Qua đây. Rồi mình cho miếng mỏng vô thôi các bạn. Đó, ngoài đây nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ chén cho nó phần bên trong nó nhiều nha các bạn. Đó. Tiếp theo là mình sẽ cho một lớp lên nha các bạn, từ bên trong ra tới bên ngoài luôn. Rồi mình sẽ cho có một cái miếng gạch vô nha các bạn là xong nha. Đây. Đó. Chén chén đều đều ra các bạn ơi. Đây. Bên ngoài luôn nha các bạn. Rồi, ok các bạn ơi, tiếp theo là mình sẽ cho cái miếng gạch lên nha các bạn. Đây. Rồi. Ok nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho xi măng nó khô, rồi mình sẽ để hồ cá lên rồi mình cho nước vô rồi cho cá vô nha các bạn. Đó. A few moments later. Bạn ơi, thì hôm nay là ngày thứ hai mình làm tiếp tục cái hồ cá nha các bạn. Để mình coi coi xi măng rồi nó khô chưa nha các bạn. Đây, nó khô rồi nha các bạn. Bên đây cũng vậy luôn nè. Ủa anh Ngạo, bữa nay anh kêu em lại đây làm gì vậy? Thì ngày hôm nay anh kêu em lại đây để làm cái hồ cá tiếp anh á. Vậy là anh tính làm cái hồ cá ở đây luôn hả? Đúng rồi em. Ôi, có bộ đẹp rồi nha. Rồi còn làm gì nữa không? Để em tiếp luôn cho. Còn nhiều việc lắm em ơi. Trời ơi, bây giờ em giúp anh á khiên cái hồ cá không à, trước ha anh em mình rửa sơ lại cái ha. Ok anh. Nằm bên đây nè em ơi, bên đây nè. Đâu? Tại đó hồ cá kìa. Đâu? Rửa nè nè em ơi, hai anh em mình rửa nè. Ok. Từ. Đây để anh để lên trước đi nè. Rồi để đây nha. Từ em giữ nha, em giữ nha, anh lên. Ok anh, đây nè anh mỏi. Từ. Đây. Rồi, để xuống. Anh nhẹ thôi. Ok. Đó. Bây giờ thì hai anh em của mình sẽ bắt đầu là rửa cái hồ kiến này luôn nha các bạn. Trời. Đi nào. Đâu rồi cái giò nước đâu? Đây nè. Đây bây giờ mình sẽ bơm nước vào để rửa ba cái cát và bụi trong cái hồ kính nha các bạn. Anh tính nuôi cá gì? Trời ơi, thì anh tính nuôi mấy con cá mà bảy màu rồi lít thia đồ chứ. Ê, hoặc là cá đồng đồ thả trong đây nuôi em ơi. Trời đã vậy. Đúng rồi. Đó, mình sẽ rửa ba cái bụi bẩn nằm bên trong cái hồ kính nha các bạn. Khi mà mình thả con cá vô thì nó sẽ đẹp nha các bạn. Đó, các bạn thấy bụi không? Nè. Trời ơi, bụi quá trời luôn. Được rồi em ơi. Để hai anh em đổ ra cho sạch nè. Ok anh. Nè,
nè nè từ từ nha, lên bờ cái đã. Rồi rồi nghiêng qua từ từ lên ngáo, từ từ ngáo. Từ 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 nhanh 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 cái này lên. Cái đít lên, từ từ nha. Đó, 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 đó. Đó. Trời ơi. Giờ hết chưa Hoàng? Chưa, chưa, còn nghe. Nè em dứt mấy cái vô vô ra Hoàng. Rồi, nói chung là làm này kỳ công đó nha các bạn. Rồi, rồi, anh ngán nhịn đi, để em gửi sơ lại cho. Ok, ok. Em... Ê, bị kẹt cái giò. Chế nước vô mình mạnh đó nha. Ok, nè. Ok Hoàng. Thôi lỡ rồi đi luôn đi. Lên luôn Nguyên ơi. Lên rồi đấy luôn Nguyên ơi. Đó. Ok đấy em ơi. Rồi bây giờ mình mua cá thả vô phải anh Ngáo? Chưa em ơi, bây giờ mình sẽ bơm nước vô trước nè. Rồi hai anh em mình sẽ đi qua nhà của chú anh á, xin mấy con cá bảy màu về để vô chứ. Rồi đi nè. Đi. Có đứa chưa Hoàng? Chưa anh Ngáo ơi. Có chưa, Rồi, có rồi. Mà sao nước yếu xịu vậy? Trời ơi, có chưa mà em. Người vậy biết nào đầy anh Ngao? Từ từ chứ. Mình bơm nước chút xíu rồi sẽ đi bắt cá thả vô nha các bạn. A few moments later. Được rồi anh Ngáo ơi. Ừ. Rồi rồi đi bắt cá nè. Đâu rồi anh Ngáo? Đang tháo con dây nè em. Rồi 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 thẳng tiến. Được chưa? Được rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ là nước đã cũng được rồi các bạn. Bây giờ mình với ông Quang sẽ qua nhà chú mình để xin cá bảy màu. Rồi ok đi. Các bạn ơi, bây giờ mình với ông Quang sẽ qua xin cá bảy màu. Ok ha. Ok anh. Đây. Đây chú mình bên đây nè các bạn ơi. Rồi. Chú vào ơi. Chú vào cho con xin dạng cá bảy màu về để vô hồ cá nuôi nha. Ok. Ok không? Thế sao? Tao bán một lát mà muốn mốt gì mày ra mấy mốt đi mà hết trời luôn rồi. Thôi okay, vậy là cho anh Giáo ơi đi. Ok. Hình như cái hồ cá nằm ngoài sau á. À. Ôi cá kìa anh Giáo. Đây. Em bắt nó lên. Ôi từ để anh quay cho bạn xem. Trời bạn thấy chưa? Trời ơi được chưa, để em xúc nó lên nè. Trời ơi em tính dũng thao này xúc hả? Chứ là sao? Trời ơi người ta có cái vợt đây nè các bạn. Đây nè. À. Vợt đây nè đại ca. Vớt gì vợt thôi. À để nhẹ nhẹ xuống. Rồi. Rồi sao? Đó. Em múc lên đó. Ôi. Múc nước đi anh Ngao. Rồi. Cho vô. Đấy. À. Xuống con. Xuống. Sao nó nằm ở chỗ của người kìa anh Ngao. Từ từ. Chưa nhiều ra nữa. Mấy con nhiều lắm các bạn ơi. Còn trong đây nè, nó trốn trong này nữa các bạn. Bên đây nữa nè. Trời ơi. Từ từ nhé. Về con thôi. Về con nữa hả? Đó, ở đây dính luôn. Đúng rồi. Rồi. Nè các bạn. Dở ra. Ok anh. Đó. Ok các bạn ơi. Cái chậu ngoài trước là chưa có hề hấn gì đâu. Còn ngoài trước toàn là mấy con mà cá đẻ các bạn với cá con á. Còn ở trong đây nè, ổng còn giấu một cái thùng nữa các bạn. Toàn là cá đẹp không luôn. Thôi bắt vô anh Ngao. Bắt đêm. Ok. Để khoan để anh quay cho bạn xem cái đó. Quá trời ha. Thôi đừng động nước. Ok anh. Đó bạn thấy chưa? Cái con cá màu đẹp không các bạn ơi. Rồi, bắt chưa Ngao. Vớt đi. Quá trời luôn nè. Vớt đi quay. Đúng rồi. Có cá con luôn nè. Vớt hết luôn. Từ từ. Đúng rồi, đừng vớt mấy con cá con. À, từ từ nào. Đó. Đó. Để xuống. Vô. Vô hết luôn. Đó. Rồi. Nữa anh Ngao. Nữa đi. Okay. Bên con, mấy con bên kia kìa. Bên góc bên kia đây nè. Đây, đây đúng vớt cho bạn xem nha bạn. Đó nè. Ôi nhiều vậy. Ồ quá trời luôn các bạn ơi. Quá trời nè. Đây đó. Ủa em thấy nhiêu đây nhiều lắm rồi đó anh Ngáo ơi. Nhiêu đây được chưa quay? Em thấy ổn rồi đó. Ok. Thì hai anh em mình đã xin được chú vào nhiêu đây cá các bạn. Thôi giờ mấy anh em mình về bển thả vô thử ha. Ok anh. Đây đi.
có cá nè các bạn ơi. Để vô đi anh Ngáo. Bây giờ thì mình sẽ cho mấy con cá nó vô luôn nha các bạn. Đây trời ơi, mình nói các bạn ha, cá bự rồi cá mẹ cá con gì quá trời luôn các bạn. Rồi đây cho vô hết luôn nha. Đó, hết rồi các bạn ơi. Rồi. Trời ơi các bạn thấy chưa? Trời ơi, cá quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ở đây có con cá màu vàng đẹp quá nè anh Ngáo. Ờ nhưng mà nó dưới sâu dưới rồi em ơi. Rồi. Đây. Để mình bắt cho bạn xem nha. Ở đâu rồi? Có con cá nào mà bụng bự không ta? Để mình bắt cho bạn xem. Nè anh Ngáo. Chạy nhanh quá các bạn ơi. Ôi, con cá, nó chạy nhanh quá nó đẹp quá trời luôn. Đây. Đây là một con cá mà nó chuẩn bị đẻ nha các bạn. Đó, các bạn thấy bụng nó bự không? Trời ơi. Nè anh Ngáo. Bạn, đó đâu? Nè. Ở bên đó là con cá mẹ nữa đó các bạn. Là mình với thằng Quang sẽ đi qua giường của nội anh á. Vớt mấy cái lục bình bèo rồi giờ đây mình trang trí ha. Ok anh. Với sẵn chút nữa mình sẽ ghé nhà chị Thảo mua thức ăn nè, với mua thêm vàng con cá li thiêu luôn nha các bạn. Ok rồi, không? Ngáo. Đây. 1 2 3. Rồi. Rồi bạn ơi, sao nãy giờ thì mấy anh em mình cũng đã ra giường nè các bạn. Quá trời bèo nè các bạn. Đây, bạn thấy chưa? Bèo nè các bạn, xuống đi Quang. Ok anh. Đây là cái bèo mà mình thường hay để vô mấy cái hồ cá các bạn, cho mấy con cá nó sống tự nhiên hơn các bạn. Rồi. Đó. Đừng lấy nước nha em, mình lấy bèo thôi. Ok anh, để em chắc nước ra. Đó. Thôi mình anh thấy mình vớt bèo này vô tay nè. Xong rồi mình để vô bọc nó còn nhanh hơn á Quang. Hợp lý. Ít cái ngày. Đây. Bèo quá trời luôn nè các bạn. Đốm gì vậy ta? Rồi bạn ơi, bây giờ thì ông ba của mình đang ra giúp mình nha các bạn. Rất điêu liền. Đó, ông ba của mình lấy cái này là cái giọt để vớt ốc nha các bạn. Rồi, quá trời nè các bạn. Bèo kìa các bạn. Trời ơi, nó nhiều. Ôi, coi đã. Quay. Quá trời luôn. Trời ơi, đã. Để bạn. Trời ơi. Quá chuyên nghiệp luôn hả Quang? Đầu nãy giờ hai anh em mình lấy tay vớt không các bạn? Vớt lộn chết luôn á. Mà này một cái một là gấp 10 lần hai anh em vớt tay luôn hả Quang? Chứ gì nữa. Đó. Hầm này là của ông ba mình nuôi ốc rồi các bạn. Trời ơi. Trời nữa kìa. Ơi quá trời luôn các bạn ơi. Dạ bạn. Tiếp tục là tiếp theo. Rồi đi nè Quang. Rồi ok anh. Trời ơi, anh thấy là mình bây giờ mình theo ông ba là nhanh nhất luôn á Quang. Hợp lý. Đây nè các bạn. Ờ. Ủa vậy là ngày nào ông ba cũng vớt một xô bèo vậy không ba? Ừ. Trời ơi. Ủa kìa các bạn. Trời ơi nhiều cậu ông ba. Trời ơi. Ủa kìa. Quang. Ủa nè bạn, con xin vô đây được không ba? Rồi con cảm ơn ông ba luôn nha. Dạ con cảm ơn ông. Dạ. Ông ba anh rồi. Trời ơi. Là hai anh em mình phá anh em, hai anh em mình còn vớt tay bằng tay là tới đâm heo luôn các bạn ơi. Thôi, bây giờ hai anh em mình sẽ đi qua nhà chị Thảo mua cá luôn nha các bạn. Đi. Đó bạn ơi, bây giờ thì mình với Quang đã tới được tiệm cá của chị Thảo nè các bạn. Đó. Quá trời nè anh Ngáo. Đó. Rồi, ở đây có mệnh giá luôn nha các bạn. Rồi 35.000 là cái hàng ở trên đây ha. Rồi 30 là hàng ở dưới đây. Rồi. Nói chung là ở dưới là 30 hết, có trên này là 35 rồi các bạn ơi. Chị Thảo ơi. Chị Thảo. Chị Thảo. Rồi kìa chị Thảo kìa. Hả? Đúng rồi, em mua cá về để em nuôi cá với chị. Bây giờ nè, chị bán cho em một con đực với một con cái đi. Để okay. Em về em tập kinh doanh giống chị, em gầy giống ra làm tiệm cá nữa chứ. Rồi lựa đi. Rồi lựa đi Quang, anh cho em lựa đó. Con này đẹp nè anh Ngáo, lấy con này đi. Con này hả? Đông. Trời ơi, đâu, để quay cho bạn xem đó. Đó, nhìn cái đuôi nó kìa. Trời ơi, được á. Rồi, chúc con này luôn Quang ơi. Ok anh. Ngoài ra là còn những con này đẹp quá nè Quang ơi. Mà mình cho thằng Quang lựa rồi. Thôi Quang thích con nào mình chọn con đó luôn nha các bạn. Chỉ còn nữa các bạn. Đó. Trời ơi quá trời con đẹp luôn các bạn ơi. Con này nè anh Ngáo. Con nào. Trời ơi quá trời con đẹp luôn các bạn ơi. Nữa mình có thời gian mình sẽ xuống mình mua luôn nha các bạn. Đây. Rồi. Mình xin con này nha. Rồi chị bỏ bọc con này cho em đi. Ok rồi, lấy con máy nè. Máy hả? Đâu con máy là bên đâu? Rồi cái hồ này nè. Ủa?
có nhiêu đây hả trời? Tao chỉ có cái vợt không cho em lỡ cái chị. Từ từ đang kiếm, quán xứ xuất ra thôi. Cái gì mà chủ quán mà cái vợt vớt cá mà để đâu cũng nhớ các bạn. Lâu lâu nó cái quán này nó ế lắm cho nên mọi người nhớ chúng tôi đây nè. Trời ơi, đây nè. Trời, quán em lựa con nào mà nó sinh động á, nó tăng động mình mới đem về mình đẻ được chứ. Đâu, để em thử con này nè. Con nào đâu? Đó. Con này hả? Con này bị chèm lắm chứ nè quán. Nè, cái con màu xanh này nè. Ủa, xanh này hả? Đúng rồi. Được không ta? Đó. Không. Được không? Được, em thấy ổn mà. Hay là con xanh này nè, nó tăng động hơn nè. Đâu. Đó, con xanh này nè. Vậy đi, nhìn nó sung kìa. Sao bắt nó được ngáo? Vớt lên luôn em. Mấy ơi. Kia nó cứ lại gần ngoài kìa. À, được. Đó. Đó. Nè chị Đảo ơi. Chị Đảo, đi lấy em con xanh này nè. Rồi nè, bỏ vô bạn. Nè con xanh này nè. Rồi, em lỡ vớt hai con luôn rồi nè. Rồi, bỏ vô đi. Đó. Rồi. Dạ. Sao vậy? Này họ đen ngáo. Từ. Rồi, đây nè. Rồi, có nè các bạn ơi. Rồi, bỏ vô bọc cho nè. Rồi, có vẻ chuyên nghiệp ha. Đó. Ok. Sao nữa chị Thảo? Đó. Bỏ vô hả? Đúng rồi. Rồi. Ok nha. Ổn chứ chị? Ổn không? Ổn chứ trời, tôi bán mà tôi không biết gì trời. Rồi. Trời, cá nó là không bỏ kìa. Ủa, này là con cái gì vậy? Con cái này là con cá sim nha. Cá sim mà, rồi. Cái là đất. Rồi con cái. Rồi. Cái nè Quang. Con lực bên đây nè. Rồi, chị vô bọc cho em luôn đi. Ok, từ. Vô bọc luôn chị. Ủa, nước này là nước gì mà sao không múc mình không múc nước này luôn đi. Nước này là ở trong đây có muối với lại cờ lo cho mấy con cá hả? À. Wow. Còn nước này là nước kia rửa mấy cái ấy thôi. Rồi, con cá, cận cảnh con cá của mình nè các bạn ơi. Còn chiên mã. Rồi, chị Thảo đây. Con chiên cá. Đó. Rồi, ok. Đây sẽ là con chiên mã của mình nha các bạn. Chiên cá anh nghe không? Trời, nó la quá trời, nó la luôn kìa. Trời, được chưa? Rồi. Ê, con này là con đực phải không chị? Ồ, đúng rồi. Ok, rồi. Quang lấy tiền ra trả luôn. Rồi. Ê, vậy tổng cộng nhiêu chị? Rồi, 45.000. À, là vậy là con đực 35.000. Đúng rồi. Ủa, con máy 10.000 hả chị? Đúng rồi, ngáy 10.000. Rồi, dễ vậy. Chị Đảo. Rồi, bo chị 5.000 luôn. Ồ. Bo chị 5.000 luôn hả Quang? Rồi, dạ. Rồi, rồi. Ê, bữa thức ăn nè. Rồi, tặng thức ăn. Nè. Rồi. Ok, một bữa thức ăn bự luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi, em cảm ơn chị luôn. Rồi, bye bye nha. Bye bye. Rồi, chết cái ông hộ nha. Ok chị. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã đi vớt bèo với mua cá về nè các bạn ơi. Trời ơi, ông ba vớt cho mình nguyên bình bèo chả bá luôn các bạn ơi. Rồi, để vô đi anh ngáo. Từ, bây giờ mình sẽ cho cá vô trước nha các bạn. Đây, mình ưu tiên mấy con cá nha các bạn ơi. Mình sợ nó ngọt quá. Đây, đầu tiên thì đây là con đực nha các bạn. Đó, cái đuôi chà bá luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó vô trước nha. Đây, mở bịch ra các bạn. Đó, còn Quang thì Quang đang gỡ con máy đó các bạn. Đây, cho vô luôn các bạn ơi. Đó, cho nó ra nha các bạn. Này, ra đi con. Đó, bạn thấy chưa? Rồi. Tiếp theo là tới con máy nè, cho vô đi Quang. Con máy nè các bạn. Thả vô luôn. Thả vô. Dạ con. Ôi, nó không ra nhau. Từ từ. Rồi, dạ nhau. Nhẹ nhẹ thôi. Ra. Rồi, ok rồi đó. Thì mua ở chỗ chị Thảo các bạn. Chị Thảo tặng mình nguyên bịch thức ăn các bạn. Đó, mình sẽ để đây nha các bạn. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho bèo vô. Để bèo vô. Từ, mình cho ít thôi. Nhẹ thôi. Nè bạn. Đó. Cho vậy nè bạn ơi. Quậy ra. Rồi. Chút xíu nè bạn ơi. Dạ. Mình xin có chút xíu à các bạn. Mà ông ba cho nhiều quá. Ông ba cho nguyên bịch luôn các bạn. Đó. Rồi, được rồi anh Ngáo ơi. Thêm nữa đi em ơi, thêm miếng nữa đi. Thêm nữa hả? Thêm nữa đi. Đây, thêm miếng nữa các bạn. Đó, có bèo vô nó mới đẹp nha các bạn. Đừng cho nắng nè các bạn. Cho mấy con cá nó có chỗ núp nha các bạn. Ok. Đây. Tiếp
chưa ra được anh Ngao. Trời ơi, nhiều quá, nhiều quá. Thôi cho hết luôn, cho hết luôn. À, cho hết luôn hả? Đúng rồi. Vậy mà anh la nhiều. Rồi, 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 rồi nha. Ủa, ok, đó. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mấy con cá nè các bạn. Trời ơi, nó gom như một góc kìa các bạn ơi. Nhìn đẹp quá anh Ngao. Trời ơi, nhìn gì cũng quá là ok luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, thì cuối cùng á mình cũng đã làm xong cái hộp cá của mình các bạn ơi. Quang, thấy sao nè em? À, đẹp. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ê, nó về tính làm hộp cá giống anh không? À, đang tính luôn á. Trời ơi, làm đi cho anh phụ chứ. Ok anh. Thì nếu bạn nào thích video này, hãy cho mấy anh em mình xem một đăng ký, like, chuông ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.